nạn nhân thiệt mạng do núi lửa Semeru phun trào tăng lên 34 người. 5 ngày kể từ vụ phun trào núi lửa Semeru ở miền đông Java của Indonesia, số nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên, trong khi lực lượng đặc nhiệm vẫn phải tìm kiếm thủ công do thời tiết xấu. Chỉ huy lực lượng ứng phó khẩn cấp với vụ phun trào núi lửa Semeru, ông Iwan Subekti cho biết, tính đến tối qua, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 34 người, có 26 người bị thương nặng cùng 22 người được báo cáo mất tích. Ước tính thiệt hại về người và của sẽ còn tiếp tục gia tăng. Theo dữ liệu, hiện có hơn 5.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào núi lửa, khiến hơn 4.200 người phải đi sơ tán. Lực lượng đặc nhiệm với gần 1.000 nhân lực được giao nhiệm vụ tối ưu công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những nạn nhân còn mất tích trong vòng một tuần. Trong 5 ngày qua, đội đặc nhiệm đã gặp rất nhiều trở ngại do mặt đất vẫn còn nóng, các thiết bị hạng nặng không thể sử dụng được và vẫn phải sử dụng phương pháp thủ công. Ông Iwan Subekti cho biết, trên sườn núi Semeru vẫn có dấu hiệu của một vụ phun trào khác nên cần cảnh giác cao độ. Sáng qua, núi lửa Semeru tiếp tục phun trào thêm 2 lần. Đồng thời, dòng dung nham trên cao có thể chảy xuống theo dòng sông Kobukan, gây nguy hiểm và làm cản trở lực lượng tìm kiếm. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia kêu gọi người dân không di chuyển trong bán kính 1-5 km tính từ đỉnh núi Semeru. Núi lửa Semeru là ngọn núi cao nhất đảo Java, có lịch sử phun trào cách đây 200 năm. Gần đây nhất, núi Semeru thức giấc là vào năm 2020. Đây là một trong 130 ngọn núi lửa ở Indonesia còn đang hoạt động.